chia cùng hình bồn cầu chẳng khơi tác biết các lại phùng dân thông hình thi hòa nhiều la như bia thúc phiện tin nọc như bia nuôi hồng cổ tôi si lại đề như bia nên cái tình thông bầu e rồi thông hình là có là bắp đặc lưu dân Phú Yên phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng trồng cây thuốc phiện. Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2022, liên quan đến vụ việc, Công an huyện Sông Hinh, Phú Yên đã thu giữ 1.864 cây thuốc phiện, trong đó có 1.259 cây ra hoa. Các cây thuốc phiện được trồng trái phép trên địa bàn, diện tích trong 1.000m², tức là một sào. Nên anh thì cụ này nên làm chi chàng không gặp nhau anh nhỏ. Như chi ngày 23 tháng ngày 29 tháng 3 công an huyện Sông Hình tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi trồng cây thuốc phiện trái phép và làm rõ nguồn gốc mục đích cắt giữ một khẩu súng thể thao của nhóm đối tượng này. Anh nhiều thì cụ nè một lo cho thời điểm này có 3 người trong lán trại để trồng coi cây thuốc phiện gồm Đào Ngọc Lập sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1986 và Nguyễn Văn Dũng sinh 1986 cùng trú tại huyện Như Thành tỉnh Thanh Hóa. Đang Văn Thuận sinh năm 1992 về quê ở tỉnh Lạng Sơn, thường trú Gia Ly, huyện Sông Hình. Đặc biệt khi kiểm tra lán trại, lực lượng công an phát hiện tạm giữ một khẩu súng bắn đạn thể thao. Ở sân ở dòng này bên xa. Có bộ hôm sạch xì rụp này bẹ khóng đông từ này bị dòng tí đằng đầy lãng bộ rụp này. Có bộ hôm ta như quen thuộc, quen dần lại. Nên như, hình như là thành, như thuộc mộ đề, tức là mộ nặc đề ta như thuộc cái bôn thu e rồi trong hình như tàu đối tượng này như chính như pla thuốc phiện thì nó như pia núi hồng cổ lại nên nặc đề pia này tình thùng bầu đi e rồi trong hình đi nắn này hình có bộ nên chạy chì rằng lại nên phùng như này tàu trồn như pla thép thép rõ nhá phùng luận là phùng công an Phú Yên lại bây giờ nên hồi nay như pla chân như rồi đây như chặt pia nặc đề cả ta nhóm lương plech nhóm tết đà nhu bị sưu nặc đề gà đây phùng lạc ai mà này phùng lạc ai mà này nhu hợp cực lại nhạo nhạc lại đi tiệt thâu lại sơn cloud lại nằm bê say này đi lại này nhu bị lưng bạch nhu bị lệ một lại xót nặc đề gà đây nên phùng duẩn nhu lưu nhu bị ăn nhu mồm nuôi nhu bị ăn sa chôm nuôi nhu tục tuổi bờ năm đi nhu tục bờ thanh hóa đi sa chôm nuôi. Đang Văn Thuận như là sinh năm 1992 này, quê ở tỉnh Lạng Sơn, thường trú xã Eli, huyện Sông Hình. Xã Eli nên buồn vô để bộ nhiều tục thế này để đi gặp nhiều nhung lư. Này hình bộ riêng về tỉnh Sông Hình Phú Yên có một thô cá đó họ riêng về tỉnh Gia Lai Bình Chế Pư chữ xe thì nên luôn đặt đề gà đây dọa hạt xì kè mà tôi xì mua vào như vậy đe dọa cái mịt mà bề mịt mà xì mua vào mua prạc cặc là nên mạ prạc nên play thuốc phiện là nên mạ thuốc phiện nên giúp tại này hình nên phùng gia lai mùa tua tàu dòng tè nhiều tua trôi nó cự này cả bộ viết đó là tôi con em xem mà thì kinh xuống hình mà đâu này hình như chi tôi luyện như chi tìm ta hơn ta tiệt lùng này hồi đây tập lập tan nằm tàu thuần tua bờ tập lô tua này em nằm pa em nằm mãi cả tùm xăm làm tầm làm đốt tôi đã phùng công an trên phùng công an phùng công an một bộ nhiều plà bộ nọc nhiều plà là nhiều pẹ này nên bữa rồi bữa gặp rong như bà lạc bồn sang nặc đề gà đây mà ta hắn nặc đề gà bồn sang tên nó dọ tên nó nhu plà này đà nó bạo kêu ông tàu này từ thấp bằng họa nó dù sầu miêu mà ta hiu dù bẹ là kêu ông tàu là lắng như bà nặc đề bè lắng đạ mà ta hắn hiu tuyên trai tùng ta đà nhiệm bộ phát hiện nọc này sao đang nguy hiểm đến tình mạng như là nhu ngạc như huy phùng nên hưng đạc ở phùng công an nên quân sang trời kinh cờ sung hình Phú Yên tế răng hiệu bật lệ ạ tôi đã bố nhục là để viết đấy tôi đã để huy bố nhục là tôi đã nhu
như huyện địa hương ta cái phong công san phong công an là như ngã sát cho thầy lại này nguy hiểm đến tính mạng của lại nên phong nè như pla nên như pia nên như yua như po như pla như sĩ là như yua như po nên các bộ mình nên thua cho còn một thọ cá là bẹt cho ông nuôi ở quỳ bảo lô nè còn mình ta hạn ăn nhiều sẽ sĩ thanh nhé còn chúng ta các bộ là nhiều nè phần đồ nhiều pia nên lâm tặc như ngã lâm tặc thế rồi như thuộc nghề đề sẽ bom ta như nên sẽ hằng sẽ chia lại bom ta như nên hàn ma túc ép bồn thu nên nhé sẽ nên các bộ nên clay nên như bữa rồi bữa cặp rồng như rong hằng clay bây giờ nên sát bài như rong hằng clay song cát tang hằng clay sát bài sẽ clay sát bài chỉ như như bây giờ pla sẽ kèm ma túc clay song cát tang nhé bây giờ đã tới đã lấy bồi dưỡng hạt này vật tập clay vật là lại ngã sát chỗ sát tìm nơi đi vừa cái này á xịn nè đã vật từ ta nên nặc đề ga từ đun rồi đun chạy đường này đi nhiều ngã sát này đi có chưa ta phong như này ta thắp phong như này nên nhiều biển tương tự nhiều với đúng theo quy định pháp luật ô mà ta đúng an tội nhỏ nhiều sản rồi thì nhiều cùng can lo ngã sát là làm hát này nên có chăng hơn đa có dòng đề nên cái này bẹ bẹ đốt nước thầu bô cờ bọn này nó có bô nó có chấm đung rụp này cờ chỉ trang dòng đề đề bô bây giờ cái nhung ngạ này chỉ một dỗ cái nhung ngạ này tôi xì nhung ngạ này có mồ khắp ở khu vực đất đất nhung la đi khắp rong nhung hưu yoa là nhung hưu si là mình đặt nhung plung plech phùng lắc ai phùng cái đầm nê ra bốn thang đề nặc đề ga yêu hết đề tới đặc đề ga yêu hết đề phùng đầm ra nhung yoa hát này nhưng mà một cái tụ tư nữa, nhưng mà sẵn cái bia hát tiếp lông lá mà ta một cái lại lúc thì lúc này cái tụ tư lên là luôn ta nên bởi vì đục răng rồi xa bởi một cái đạo để một cái viên phụ cái idea chỉ có cái thân mình tới ta bởi một huyết quyền phụ cái idea ô để một cái đạo sẵn bởi rồi bởi lúc làm bình thách mà ta không đến về ăn nhau đua thế này đi mà ta nên hát trao cái này bia nên thuốc lạc luôn ta mình ta đâm ta như tổ chí lên là này hình đã luôn ta như bây này đều kích thích lại này đợi đi sao nhớ để bố mùa mùa nọc trà đầm can ô mùa mùa nọc bồn prom nơi lúa ô dân bè ở thành phố này hình này vùng sâu vùng xa mùa mà ta này như bây là núi như bây là nọc phong bầu này sao nên làm mà dân bè núi hàng cổ này phần đồ là mùa mạc prạ dân mạc mạc prạ nó ăn chi chang ta ta cái bồn kem nan bồn ly bồn bao bồn thình bồn thu kem nan thu bật lệ ya lẽ từng cái đi bồn đực bồn mùi ăn nó giặt từng đi mà và kinh từng đi nên bồn khít bồn đề bổ lẽ nan thôn ba thôn hai suy dựa thôn một thôn hai dần lu đồng bộ đồng phát triển ở cây cặp la hạt trèo này nên để bộ hết bộ ta phùng như này nên để bộ nên tôi để bộ nên để một thau cá lỗ cây nhiều ngạ này xin nhiều trình tân lập này nên bề thế răng anh lúc này cái pla hát rào mà ta để bô để về mà để bô để hơn ta chắc hình để về để đằng hiu hiu hơn ta ô để đâm hiu phim tôm bom ta làm lò ngã sát đây làm lễ à mà ta làm ngăn con đây này hình lùm nương ta nạp nuôi đây nhu ngành nạt cái đây nên nhu có nạp em tay đây và mầm để đây ngã sát làm ổn nộ để rồng nên để răng nhá anh lúc này chính cái tu lùm tam thêm thế chẳng bề thì tục răng tiếp nục này lại gốc hằng phùng dù nhạo nhẹt dù dân bề chơi bời này đi để rằng để bộ răng ôm lo nần kia nạp cơ thể mà bị ma thế bộ thiệt thòi tôi đã để mồ răng ô cái này bộ nick như phùng lắc ai nục này lại hiểu nhạo bằng lấm nằm lại hiểu bình gốc dù sơn thầm phùng camera nhất là phùng đại tâm phùng đặc biệt mừng miền Bắc mừng Hà Nội đi mừng Thanh Hóa đi hay lùm ta bình hay mạ ma hay hiu kỳ nam tam đạ hiu mạ bọ này cái đi lùm ta á nhiều hay chưa cái đấy bây giờ làm nên nhiều đa nhiều ba hạt rau cái nhiều mấy cấm làm răng cấm nên tơ đa đây nhiều tiêm làm sang đây tơ đa răng mồm mạm nuôi nên răng điều tra răng kem răng rub tua này thì tơ đa bố làm cuộn sang đây làm tiệt đầu đây răng lệch đây nên phê đây đồng bọt đây là sang sang mạng biết thằng đây cái nền đây cảnh giác từ ta đây mồ cảnh giác ó cái nền tu từ đây nền sẽ chỉ cao
sân có một lời khuyên ta sân có bên này là chắc cái lúc bè có đúng lúc này cái này chẳng chỉ chẳng để thoát ra sân có này là chắc